À vâng, đây thì mẹ chúng ta trở lại với con rắn này bạn đang cầm rất là vai đái. Lên xả xuống. Đầu kìa ông, giữ cái đầu, túm cái đầu nữa được kìa. Sao mày đánh làm gì? Đánh nó cắn. Hỏng mẹ người rồi. Thôi để em nướng. Và anh cướp tay và về để bán. Thôi, mày làm cái gì ấy? Để ra tiền đấy em ạ. Thằng Long ơi. Hai thằng kia bảo. Cháu gì cháu ăn cơm đấy đâu. Nhưng mày nói làm gì mà cái này rồi. Ông quyết mẹ đi. Cuối đầu rồi. Lúc mày chạy em kể đấy. Đấy, 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 đầu ấy. Đi mẹ em ấy. Bù tê. Quật cái bài phát rồi. Rồi, xong rồi, xong rồi. Con này là gì? Tôi biết rồi. Cắn để cắn giáo ấy. À, cắn thử. Nhưng mà tớ nói thật cho hôm nay là ngày. Ô địt mẹ hỏng mẹ người rồi. Ô hỏng đâu sao đâu, chết là sao được. Chết đâu. Nó đánh, đánh nó đánh ngực nó chết đấy. Ô địt mẹ giật mẹ người. Mẹ mất cái phần vậy. Thằng này mẹ ngu quá. Thằng Chí. Mày biết là ai mày anh chân bắt rắn thì mày không phải lo hả hả? Thành rắn. Thành rắn. Có nghĩa là nó chết coi hẳn đâu. Thành rắn nghe như kiểu họ hàng là thành rắn. Là người nó cũng một giờ đúng không? Giờ với lại gì? Một lọc độc rồi đấy. Không có phát mồm, phát sương. Đâu có răng độc. Không có răng lành. Rắn lành. Bé. Không răng lành. Hỏng mẹ người rồi. Hết tao ra được chứ anh được. Mới ngoài ta thì mẹ mà. Con đây, còn đây là con bò cà hôi đúng không? Bò cà hôi. Đúng rồi. Em mới chưa được thuần hóa khá dữ ấy. Chú này được lắm. Đớp sơn phát. Cái đứa nó vậy. Rồi thì mẹ tìm cả lăng dao giờ nó lại được thêm con lớn. Tự nhiên là nó có một con lẻ loi này nhỉ. Ờ, cho nó có thể sống lẻ thôi. Nên là nhớ nó hôm nay đến mùa nó ra phối rồi. Nó qua đây bé bé chắc chắn có con mẹ đây rồi. Con này bảo nào hết cái vườn đấy. Ra đào tiếp. Con mẹ đâu mà bằng quát đùi. Nó báo xuống là nó có. Và đây là thì mẹ chính là nơi mà các bạn đã đào ra con rắn và con bộ cà môi. Với những con này giá tầm vài trăm triệu một con. Đây là anh Hải, anh đã thuần phục một con bộ cà môi. Con này đớp phát là coi như là đứt đấy. Pokemon. Con Pokemon. Con này tên là Mitsushi. Đấy. Con rất là, còn đây các bạn sợ quá đứng nhìn. Ở đấy tí chọc rắm ra làm chả rắm. Con này nó có mùi béo gì ấy. Mùi hôi. Có cảm hôi mà. Ừ, kiểu mùi chín nướng ấy. Cứ cất thỏi, cứ thỏi vào xong lại mùi lại lên. Thằng ngon. Không được hôi. Ôi thằng này bới cái béo rồi. Chân à. Kiểu gì tí thằng này nó đớt nó phát chân rồi xem. Địt mẹ nó có rắn hổ mang thật thì buồn cười. Có con hổ mang chỉ đấy. Nói đấy kinh mở đấy. Ai hổ mang ghê lắm. Hổ mang. Cái lại cái tầm xa đó 2 mét rồi đớt nó phát. Đây. Đây. Chảy mẹ máu rồi. Chết mẹ mất rồi. Ai con này chảy máu. Dơ vào mồm chụp ảnh đi. Hôn nó. Có vẻ Vũ mà này có phải đi ra tiền đấy nhỉ. Con này vừa ăn xong rồi bụng to bự rồi. Chắc chắn ăn con nhái. Tí ấy mổ thì là có con nhái này. Mổ á. Hổ mang à. Con này là con rắn gì ấy. Dơ cho bạn xem phát. Anh hỏi hổ mang con. Ăn chả rắn không chú? À đây chả lá lốt. Cái này là lốt đây. Lốt đây kìa đấy. Đây kìa. Tí phải dùng máy ảnh chụp nó mới đẹp. Thôi cắt ra mỗi thằng khúc rắn. Con này thằng cầm xúc rắn lấy tam xiên con rơi chụp ảnh. Thế đâu cả tự liền được sao? Ừ mong rồi. Mong là nó liền. Mong là nó liền. Ừ lấy đéo được bây giờ. Túi được không? Nó là túi quần đấy. Con xin là con túi. Con mẹ con này là bọ cạp rồi còn đéo rồi. Chào bọ cạp. Chào bọ cạp. Em vừa này nói bọ cạp suốt từ nãy giờ bây giờ. Ôi nhưng mà phát biểu lại là phát biểu lại là con này đúng chất là bọ cạp. Bọ gậy à? Ừ, cái này bọ cạp đấy. Con này gọi là bọ ngựa. Có cả càng, có cả đuôi đây. Bọ cạp đâu cả. Đây. Đây mà là bọ cạp á? Bọ cạp hôi. Bọ cạp hôi. Con này là bóng. Đưa con rắn đi. Nhà tớ này. Nhà tớ này hả? Phép. 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 Nó bơi ở nước mà.
không phải con đấy. Lên nhầm rồi. Con bỏ gậy nước. Bơi dưới nước là con gì ấy? Chứ không phải con này. Ờ đấy con nhà nước. Không là có bắt đến đây mà tôi. Thì sợ đây. Ra đéo phải bà mới sợ. Ở nhà nhìn quen sợ đéo. Tôi gọi là đây. À ta cho nó xin cái lọ nào đựng con rắn ấy. Mày ra gì à, đạp dùng hết đi. Giờ gọi em lại đấy.